Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Mikazin. Ngày hôm nay thì Hà Nội nó đang hơi mưa một chút, thì anh em nào mà đang đi làm thì cố gắng về sớm một chút để cho nó đỡ tắc đường nha. Còn vào cái vấn đề chính ngày hôm nay thì mình muốn nói là chắc hẳn thì mọi người, tất cả những ai dùng iPhone tại thời điểm đến bây giờ ấy, thì đều có luôn luôn có một cái suy nghĩ là liệu là làm cách nào để cho chiếc điện thoại của mình nó pin nó được bền hơn và nó đỡ bị nhanh hết pin hơn. Bởi vì từ trước đến nay thì iPhone thì nó không được đánh giá cao về pin. Thì ngày hôm nay thì mình muốn làm cái clip này để hướng dẫn các bạn là một vài cái chức năng thao tác nho nhỏ thôi. Nó sẽ giúp cho các bạn tiết kiệm được pin hơn, giúp cho các bạn kéo dài tuổi thọ của pin các bạn hơn. Và nó cũng không quá dài đâu. Đầu tiên thì mình muốn giới thiệu với các bạn đó chính là chế độ Dark Mode. Thì đầu tiên Dark Mode là gì? Dark Mode là một trong những tính năng được phát triển ở phiên bản iOS 13, iOS 13. Thì về các bạn thì đây là tính năng mà đảo ngược màu sắc trên giao diện của iPhone. Tức là nó chuyển những tông màu trắng thành màu đen, thì điều này nó giúp cho mắt của bạn nó được dễ nhìn hơn, nhất là vào ban đêm thì nó sẽ dịu mắt hơn. Ngoài ra thì bên Apple họ cũng thông báo là những chiếc iPhone sử dụng màn hình OLED như iPhone X, XS Max thì Dark Mode nó cũng sẽ giúp tiết kiệm pin hơn. Còn về hình ảnh thì về cá nhân mình thì mình khá là thích giao diện của Dark Mode. Và các bạn vẫn vẫn đang phân vân là Dark Mode là gì, thì sau đây thì mình sẽ giới thiệu các bạn là cách bật Dark Mode nó khá đơn giản. Đầu tiên, các bạn chỉ cần để ở màn hình chính này. Với những chiếc iPhone có màn hình tai thỏ như như chiếc XS Max mình đang cầm ở trên tay đây, thì các bạn kéo từ trên tai thỏ xuống. Đấy, kéo từ trên bên phía tai này xuống. Và giữ lì cho mình ở đây. Nó thanh độ sáng mình. Và bật cho mình, nếu như các bạn để nền tiếng Anh thì nó sẽ ghi là Dark Mode, và nếu về tiếng Việt thì nó sẽ ghi là chế độ tối màu. Bật lên cho mình. Các bạn đã thấy điều gì chưa? Đây, bây giờ này, cái này nó là nền đen đúng không ạ? Đây mình xin giới thiệu lại một chút nhá. Đây là nền đen đúng không? Đây là khi mà chế độ Dark Mode thì đây là nó đang là nền đen. Và khi mình tắt nó đi thì nó là nền trắng. Điều này nó giúp thứ nhất là trong quá trình, nhất là khi các bạn sử dụng ban đêm thì nó sẽ được dịu mắt hơn và nó thoải mái hơn, nhẹ nhàng mắt hơn cho các bạn. Đây là chế độ Dark Mode. Các bạn chỉ cần bật và tắt nó khá là đơn giản. Đấy là với những màn hình sử dụng iPhone tai thỏ. Còn với những màn hình như kiểu iPhone 8 mà đang sử dụng nút Home thì sao ạ? Thì các bạn chỉ cần vuốt từ dưới màn hình vuốt lên thế thôi. Nó không khác gì nhiều đâu. Tiếp theo nữa, đó là một chế độ mà Apple họ mới phát triển gần đây giúp cho tăng tuổi thọ của pin lên. Đó chính là chức năng tối ưu hóa sạc. Nói như thế nào nhỉ? Cái chức năng tối ưu hóa sạc này thì nó, đầu tiên để mình giới thiệu các bạn cách bật nó trước, và sau đó thì mình sẽ giải thích là cái chức năng này nó sẽ như thế nào nhé. Đầu tiên là các bạn vào cho mình cài đặt này. Các bạn kéo xuống, các bạn tìm cho mình phần pin này và các bạn ấn vào tình trạng pin, sạc pin được tối ưu hóa. Về cơ bản cái này nó sẽ luôn luôn được bật đúng không ạ? Về cơ bản thì sạc pin tối ưu hóa sẽ luôn luôn được bật, nhưng đôi khi một vài người, người ta không biết thì người ta sẽ tắt nó đi. Thì bởi vì nhiều người, người ta sẽ không hiểu được cái chức năng của cái tối ưu hóa sạc này nó như thế nào. Thì để mình giải thích nhá. Đây là thay vì nó giới hạn cố định sạc của Apple, thì Apple sử dụng cái AI này, tức là một, các bạn cứ tự hiểu như là một cái biết nói nào nhỉ? AI thì nó là một kiểu phần mềm trí tuệ nhân tạo, nó sẽ kiểm soát là cái cách mà các bạn sử dụng pin như nào. Ví dụ như kiểu là từ buổi sáng đến buổi trưa thì các bạn sử dụng chỉ khoảng tầm 50-60% pin thôi,
Thì nếu như bạn cắm pin buổi sáng trong thời điểm đó thì nó sẽ chỉ cần sạc cho bạn là khoảng 80% pin. Còn ví dụ trong khoảng từ thời gian từ chiều đến buổi tối các bạn sẽ sử dụng kiệt pin của máy, thì nếu trong cắm máy trong khoảng thời gian này thì nó sẽ sạc đầy cho bạn 100%. Tại sao lại như thế thì Apple họ có giải thích là trong quá trình, nhất là rất nhiều người thường xuyên của quá trình là sạc pin qua đêm, đúng không ạ? Thì cái quá trình sạc pin này, nếu như mình không có cái chế độ sạc pin được tối ưu hóa, được bật lên, thì sau khi mà quá trình máy được sạc đầy pin thì lúc này máy vẫn còn đang hoạt động thì nó sẽ lại vẫn mất đi một lượng pin nho nhỏ để cho máy duy trì hoạt động, đúng không? Thì lúc này sau khi mà pin được thất thoát, ví dụ như là 1%, thì tiếp tục lúc đó máy vẫn còn cắm sạc thì pin nó lại đẩy vào. Quá trình nạp và xả sạc liên tục như thế nó sẽ rất là hại pin. Bên cạnh đó thì có chế độ nguồn điện thấp. Chế độ nguồn điện thấp này trong quá trình sử dụng, khi mà các bạn bật nó lên thì nó sẽ giúp cho các bạn tiết kiệm pin hơn. Chế độ nguồn điện thấp này thì nó sẽ giảm thời gian hoạt động trong nền, như tải về, tìm, nạp, cho đến khi các bạn có thể sạc đầy iPhone. Đây là một chế độ mình cũng không mấy khi mình bật lên kìa. Chủ yếu là mình bật bắt mốt thôi. Đấy, cái tính năng này thì nó bật cũng khá là đơn giản. Tiếp theo đó là một cái tính năng nó cũng khá là hay, nhưng mà tính năng này thì mình lại không thích lắm, đó chính là True Tone. True Tone là gì? True Tone là một cái cách mà, tức là màn hình nó sẽ tự động giảm sáng hoặc tăng sáng tùy theo cường độ ánh sáng hoặc là môi trường bên ngoài. Đôi khi trong những trường hợp mà điều này nó giúp, thứ nhất là khi mà các bạn giảm màn hình các bạn nó tối hơn thì tất nhiên là các bạn sẽ tiết kiệm pin hơn so với việc mà các bạn bật cho mình một cái màn hình sáng. Cá nhân mình thì tất nhiên là nó sẽ tiết kiệm pin hơn thật, nhưng mình lại đôi khi mình nhìn cái màn hình tối thì nó không được thích lắm. Đây, như ví dụ màn hình tối thì mình nhìn mình không thích so với việc là mình chỉ đẩy màn hình sáng thôi, thì thường thì mình sẽ không bật True Tone. Và tiếp theo đó có một cái cơ bản nhất để cho bạn tiết kiệm pin điện thoại của bạn, bên cạnh đó chính là bật cho mình dark mode và tối ưu hóa sạc, thì đó chính là trong quá trình sử dụng các bạn này. Rất nhiều bạn là quên tắt những cái ứng dụng khi mà nó đã chạy quá nhiều. Giả sử như mình vừa bật một đống ứng dụng, đúng không, và mình không tắt đi, thì sau khi mà các bạn kéo ở đây này, nó khoảng là 4-5 ứng dụng gì đấy, 5-6 ứng dụng gì đấy, thì đây chỉ là mình chỉ nói là cá nhân mình thì nó bật ít thôi, nhưng mà nhiều người họ sẽ bật lên đến khoảng 10 cái ứng dụng. Điều này thì để mình lấy ví dụ nhá, khi mà cái con chip của Apple nó đang hoạt động ấy, thì giả sử như nó chỉ tích hợp khoảng 5-10 ứng dụng, đúng không, thì lúc này thì cái chip, con chip nó không cần phải chạy hết công suất thì nó vẫn có thể hoạt động được những ứng dụng như thế. Nhưng với những ứng dụng cần một nguồn tài nguyên lớn, như kiểu là ứng dụng về game các thứ, thì lúc này cái con chip đấy nó sẽ được đẩy lên tối đa để nó hoạt động. Điều này nó sẽ gây ra gì? Nhất là khi mà chip được đẩy lên công suất tối đa thì nó sẽ phải tiêu thụ điện năng nhiều hơn. Đấy, nó chỉ đơn giản là thế thôi. Nó sẽ cần kéo theo rất nhiều các vấn đề khác, nhưng mà mình chỉ cần đang nói về đó chính là vấn đề về điện năng. Thì các bạn không cần phải tắt ngay khi mà các bạn tắt ứng dụng ngay khi mà các bạn không sử dụng nữa đâu. Các bạn cứ bình thường các bạn ấy thôi, khi nào mà nó khoảng 3-4-5 tiếng các bạn vào các bạn tắt một lần, hoặc là khi mà các bạn đang bật cho mình quá nhiều ứng dụng. Ví dụ như mình thử bật thêm khoảng 3-4 cái nữa cho nó tròn đi. Đấy, thì bây giờ đang quá nhiều ứng dụng trên chiếc iPhone mình đang cầm, đúng không ạ? Thì các bạn nên tắt bớt giúp mình. Có một cách tắt
tắt ứng dụng chạy ngầm. Cách tắt ứng dụng chạy ngầm thì nó đơn giản thôi. Bạn vuốt lên. Nếu bạn nhiều ứng dụng thì các bạn giữ cho mình ba ngón tay và ba ứng dụng đây. Và các bạn vuốt lên. Các bạn lúc các bạn một chút nhá, tay mình nó hơi to thì đây, các bạn để ba ứng dụng, các bạn vuốt lên. Đây, tôi mình để hai ngón thôi, ba ngón cũng vẻ như nó hơi bị lệch chút. Đây hai ngón. Và các bạn để ba ngón cũng thế. Đấy. Thì cái điều này nó giúp cho là máy nó sẽ giảm tải ứng dụng chạy nền này, chạy ngầm này. À, và như thế nó sẽ giúp cho bạn tiết kiệm pin hơn. Còn về các mẫu iPhone tai thỏ trở lên ấy, thì cái phần trăm pin này nó sẽ không hiển thị, mà các bạn sẽ phải vuốt xuống và các bạn sẽ nhìn được cái phần trăm pin ở đây. Đó. Để tiết kiệm pin một chiếc điện thoại thì nó chỉ đơn giản như thế thôi. Tất nhiên là trong quá trình sử dụng nhiều người sẽ muốn kiểu sẽ quan trọng hơn, ví dụ như là căn ke hơn trong quá trình sạc. Nhưng mà với việc mà nó có ứng dụng, đó chính là tối ưu hóa sạc, thì các bạn sẽ không cần phải quan tâm quá nhiều về cách sạc pin của mình. Bởi vì lúc này thì chiếc iPhone của bạn nó sẽ tự tính toán cách thức mà bạn sử dụng pin như thế nào để nó đưa ra là cái quá trình sạc pin ở cái thời điểm đó nên là 80% hay là nên là 100%. Nói chung là nó chỉ đơn giản vậy thôi các bạn ạ. Như những gì mình vừa nói thì các bạn để bật lên thì nó cũng chỉ mất khoảng 30 giây. Và cách thức để các bạn tiết kiệm pin hơn, ví dụ như kiểu là bật chu tông hay là tắt ứng dụng pin, thì nó cũng không mất quá nhiều thời gian của các bạn đâu. Cái clip này thì mình sẽ xin phép được dừng ở đây thôi. Nó cũng đang khá là dài rồi. Bạn nào mà muốn mua máy hay liên hệ với bên mình thì một là qua trực tiếp số 12 ngõ 24 Đào Tấn Ba Đình Hà Nội, hai là gọi điện cho mình qua số điện thoại đó chính là 0369612222. Bạn nào thấy clip này hay thì các bạn cho mình một like, một subscribe nhé. Mình sẽ xin phép được dừng cái clip này ở đây đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo của Mr. Jin. Bye bye.